Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn. Và thưa quý vị, đây là chương trình 385 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch. Và ngày hôm nay là ngày mùng 4 Tây tháng 11 của năm 2019. Đầu chương trình thì Tuấn có trình bày cho quý vị rằng là cái tòa liên bang ở thành phố Portland, Oregon đã đưa ra cái quyết định là tạm thời không có cho phép Bộ Ngoại giao thi hành cái quy định Tổng thống Donald Trump đã đưa ra vào ngày 4 Tây tháng 10, là cái quy định đã đòi hỏi những cái người định cư từ Việt Nam hoặc là từ nước ngoài vào phải mua bảo hiểm y tế trong vòng 30 ngày. Hoặc là nếu mà không mua bảo hiểm thì phải trình bày cái khả năng tài chính để lo cho khi mà có chuyện gì xảy ra. Thì chúng ta có cái tạm thời là 28 ngày mà không cho phép Bộ Ngoại giao thi hành cái quy định đó. Và rất là có thể trong vòng 28 ngày thì chúng ta sẽ có thêm những cái quyết định khác của tòa liên bang nữa. Khi có thì Tuấn sẽ thông báo cho quý vị. Phần 2 chương trình thì lát nữa Tuấn sẽ gửi cái phần A của cái visa bulletin của tháng 11 của năm 2019. Và tiếp tục đường dây điện thoại cho Tuấn, xin mời chị Linh tại thành phố Houston. Xin mời chị Linh lên tiếng đi chị Linh. Chị Linh, đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch. Mời chị lên tiếng đi ạ. Hello. Dạ vâng, mời chị. Xin chào luật sư. Dạ vâng. Dạ, tôi lãnh con tôi F3 mà tôi nộp cái tiền visa, đóng tiền visa hồi đầu tháng 8. Mà tới cái giấy bảo trợ tài chính tôi nộp tới đầu tháng 10. Vậy tôi xin hỏi luật sư, vậy tôi có phải gọi lên cho phòng visa nó biết hay là sẽ chờ? Dạ. Thưa cô Linh ạ. À, cho tôi hỏi cái ngày ưu tiên hồ sơ là ngày nào cô? Ưu tiên hồ sơ là tháng 9 2007. Tháng 9 của năm 2007. Cảm ơn cô rất là nhiều. Yeah. Và cô có thể cúp điện thoại cho tôi nếu mà cô không còn câu hỏi gì khác. Cảm ơn cô. Yeah. Cô cúp điện thoại cho tôi đi cô. Cô Linh, cái hồ sơ này cô còn dài lắm cô. Cô phải làm thủ tục bộ bảo trợ tài chính, rồi sau đó điền đơn xin visa cho mỗi người ở bên Việt Nam. Đóng tiền visa 325 đồng mỗi người điền đơn xin visa, rồi phải upload những cái hồ sơ của người ta bên Việt Nam, từ hộ chiếu cho tới khai sinh cho tới hình của người ta nữa. Cho nên cái hồ sơ này nếu mà phải đoán thì tôi nghĩ ít nhất là còn khoảng từ 8 cho tới 10 tháng nữa với phỏng vấn cô. Cẩn thận về những cái đứa cháu nào mà nếu mà sắp sửa 21 tuổi nha. Quan tâm về mấy cái vấn đề mà luật CISPA có bảo vệ hay không, rồi phải khóa tuổi như thế nào. Tại vì cái hồ sơ này đã đáo hạn rồi cô. Cảm ơn cô rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn đi qua thành phố Dallas. Cho Tuấn xin mời chị Dung ở Dallas. Xin mời chị Dung lên tiếng đi ạ. Dạ, xin hỏi luật sư ạ. Dạ. Em có làm đơn bảo lãnh cho người em là mùng 3 tháng 3 2006 mà hôm tháng 7 gì rồi em bật ru và đóng tiền visa hết rồi. Dạ, xin hỏi luật sư chừng bao lâu mới được đi phỏng vấn ạ? Dạ vâng, cho nên dạ, cô nói. Dạ vâng, cảm ơn cô chị Dung. Tháng 7 năm 2019 đã hoàn tất cái hồ sơ với trung tâm visa hết rồi phải không ạ? Dạ, vâng ạ. Đóng tiền, upload những cái thủ tục người ta đòi hỏi, điền cái DS-260 đầy đủ hết rồi phải không ạ? Dạ, đúng ạ. Rồi, người ta đã hoàn tất cái hồ sơ tháng 7. Giống như tôi trình bày thì trung bình nó từ 3 cho tới 6 tháng mới lên danh sách phỏng vấn cô. Và cái hồ sơ này đã đáo hạn rồi thì tôi hy vọng từ đây tới cuối năm hoặc là đầu năm thì có lên danh sách phỏng vấn. Cảm ơn chị Dung ở Dallas rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp, đó là chị Hà ở Arkansas. Welcome back chị Hà, xin mời chị lên tiếng đi ạ. Chị Hà, yeah, chị đang trực tiếp với tôi đó. Mời chị Hà lên tiếng đây. Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch. Luật sư Tuấn, mời chị tôi lên tiếng. Tôi là Hà. Tôi bảo lãnh em tôi là cái ngày tháng 11 này là có lịch... mở hồ sơ 25 tháng 5 2007. Mà tôi muốn hỏi là khoảng bao nhiêu lâu là bên đó kêu mình đóng tiền? Dạ vâng. Ngoài câu hỏi này còn câu hỏi khác cho tôi không? Có cháu nào sắp sửa 21 với lại một cái câu hỏi hai, có đứa cháu 23 tuổi đó có đi được hay không? Dạ vâng. Vậy thôi ạ. Cô Hà đừng cúp nha, đừng cúp, tôi chưa xong đâu. Cho tôi hỏi cái ngày ưu tiên là ngày 25 tây tháng 5 của năm 2007. Là cái ngày cô nộp giấy tờ và sở di trú, bao lâu sở di trú nó chấp thuận cho cô? Bao lâu cô nhận cái thông báo thứ nhì của sở di trú ạ? Ồ, cái đó thì tôi không để ý mà, nhưng bây giờ chỉ có hỏi là bây giờ nó đang mở hồ sơ. Cái đó vấn đề đứa cháu được khỏi đi bây giờ.
Tôi chỉ có hỏi là bây giờ okay. nó là 25 tháng 5 2007. Dạ vâng. Là bây giờ là dạ. Yeah. Cảm ơn cô có thể cúp điện thoại cho tôi. À, thưa cô, giống như tôi nói đầu chương trình, nếu mà quý vị chuẩn bị cái nội dung càng chính xác thì Tuấn sẽ trả lời cho quý vị rất là chính xác. À, thưa cô, bắt đầu tháng này thì cô có thể liên lạc với trung tâm visa để xin tiến hành cái thủ tục để cho chuẩn bị cho phỏng vấn ở bên Việt Nam. Hồ sơ này chưa có quyền phỏng vấn nha, chỉ có điều kiện để chuẩn bị cho phỏng vấn thôi. Người ta đang phỏng vấn những hồ sơ trước tháng 1 của năm 2007. Trước tháng 1 của năm 2007, hồ sơ của cô là ngày 25 tây tháng 5 của năm 2007. Thì bây giờ có quyền xin đóng tiền visa 325, xin đóng tiền bảo trợ tài chính 120, làm thủ tục bảo trợ tài chính I-864, làm thủ tục đơn xin visa DS-260, nộp hết tất cả giấy tờ giống như lý tư pháp, khai sanh, thuế má, hình ảnh, hộ chiếu lên trong cái website của Bộ Ngoại giao đầy đủ hết thì nó lên danh sách phỏng vấn. Phỏng vấn thì nó vẫn còn ít nhất là một năm nữa. Cái quan trọng nhất tôi cần cô lưu ý tới vấn đề này là đứa cháu 23 tuổi. Okay. Mình cô cung cấp như vậy nó không có đủ chi tiết để cho tôi nói có thể được ăn theo hay là không ăn theo. Tại vì cái luật bảo vệ trẻ em cô biết phải có ngày ưu tiên và có cái ngày chấp thuận nữa. Và phải có ngày chính xác sinh nhật của cháu nữa. Mà nếu mà có đầy đủ hết cộng trừ nó ra, nhưng mà cái ngày ưu tiên nó cũng chưa có đáo hạn, cho nên mình nói cũng chưa chắc chính xác nữa, tại vì cần cái ngày ưu tiên đáo hạn luôn. Cho nên mấy cái này cô cần làm việc với những cái văn phòng mà sẽ giúp cho cô quan tâm tới cái vấn đề tuổi tác, cháu nó 23 tuổi, độc thân có được ăn theo hay không. À, cảm ơn chị Hà Arkansas rất là nhiều. Và trở lại với thành phố Houston cho Tuấn, xin mời chị Loan ở Houston. Xin mời chị Loan ở Houston có câu hỏi cho tôi, chị Loan. Cho Tuấn 10 giây kế tiếp, đó là chị Loan ở Houston. Xin mời chị lên tiếng đi ạ. Dạ. Chị Loan, chị dạ, còn câu hỏi cho tôi. Dạ vâng, chào chị. Dạ, em muốn hỏi là em làm giấy tờ mà chị em bảo lãnh á. Dạ, hello. Tôi nghe cô, mời cô tiếp tục trình bày đi. Dạ, em đã làm giấy tờ bảo lãnh mà chị em bảo lãnh á. À, hồi tháng 10, 2009, nhưng mà tới giờ ở Việt Nam á, bà chị em vẫn chưa nhận được giấy tờ gì bên đây gửi về hết. Dạ vâng, cho nên tháng 10 của năm 2009 chị đã nhận được giấy chấp thuận chưa? Chị đã nhận được giấy chấp thuận của Sở Di trú chưa chị Loan? Ok, chị Loan, chị còn đó không? Ok, cảm ơn chị nha. Dạ. Chị Loan, chị đã nhận được giấy chấp thuận của Sở Di trú chưa? Mình biết là chị nộp vào tháng 10 của năm 2009. Dạ, sau. Dạ, chị đã nhận được bên đây rồi. Ok, cảm ơn chị rất là nhiều. Chị có thể cúp điện thoại cho tôi. Chị Loan, tại vì cái hồ sơ này nó chưa có đáo hạn nha chị. Nó cũng chưa tới cái ngày để chuẩn bị phỏng vấn. Nó đang chuẩn bị cho hồ sơ của tháng 5 của năm 2007, tháng 7 của năm 2007 thôi. Hồ sơ của chị nó là tháng 10 của năm 2009, cho nên chưa có gì đâu, phải tiếp tục đợi chờ nha chị. Đa số ít khi nào mà cái Bộ Ngoại giao liên lạc với cái người bên Việt Nam lắm. Đa số thì phải liên lạc trực tiếp với chị. Cho nên những cái hồ sơ này phải chờ nha, chứ nó chưa tới cái thời điểm cô. À, cảm ơn chị Loan rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn tiếp tục thành phố Houston, đó là chú Thành. Sau chú Thành thì Tuấn sẽ gửi cái phần A của cái visa bulletin của tháng 11 ạ. Xin mời chú Thành lên tiếng đi chú Thành ạ. Thưa luật sư, con tôi là lý hiện tại đó về Việt Nam nó cứ bỏ đến một năm rồi. Nó đã làm thủ tục bảo lãnh. Nó có thể sang thường trú nhân. Như vậy thì giờ luật sư cho biết có thể chừng nào vợ nó có thể qua được. Dạ vâng. Cảm ơn chú Thành rất là nhiều. Và cái... thưa chú Thành, tôi nghĩ nó đầy đủ chi tiết để cho tôi trả lời cho chú rồi chú. Cảm ơn chú rất là nhiều. À, chú Thành, đầu tiên đó là thẻ xanh bảo lãnh cho vợ thì cái đó là ưu tiên F2A nha, ưu tiên F2A. Và nếu mà cái hồ sơ này nộp cho Sở Di trú cách đây một năm thì tôi nghĩ Sở Di trú nó cũng chưa có duyệt đâu chú. Và nếu mà Sở Di trú nó duyệt rồi thì nó sẽ chuyển qua trung tâm visa. Rồi sau đó đóng tiền visa làm giấy tờ bảo trợ tài chính rồi mới lên danh sách phỏng vấn chú. À, trung bình nếu mà tôi phải đoán thì cái hồ sơ trung bình mà nếu mà kết hôn ở Việt Nam mà cái thời gian từ ngày nộp hồ sơ cho tới phỏng vấn thì nó gần tới 2 năm rưỡi chú. Nó vẫn còn khá lâu chú. Cảm ơn chú Thành ở Houston rất là nhiều.
Và bây giờ kế tiếp cho Tuấn gửi cho quý vị cái phần A của cái visa bulletin của tháng 11 của năm 2019 đi ạ. Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 11 năm 2019, mảng A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ bảo lãnh đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chánh và trung tâm visa đã xét duyệt xong, hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 1 tháng 3 năm 2013. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, hiện đã đáo hạn cho những hồ sơ nộp trước ngày 1 tháng 11 năm 2019. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 8 tháng 7 năm 2014. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã lập gia đình, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 15 tháng 10 năm 2007. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh, chị, em, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2007. Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 11 năm 2019. Và thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày mùng 4 tây của tháng 11 của năm 2019. Và đây là chương trình 385 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch. Và chúng ta tiếp tục từng giây, số điện thoại đó là số toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000 trên đường dây. Kế tiếp thì cho Tuấn mời cô Hoàng ở Houston. Xin mời cô Hoàng ở Houston lên tiếng đi cô. Dạ, em là Hoàng á. Em có câu hỏi mời chị. Luật sư. Là em bảo lãnh em trai với vợ. Hồ sơ là tháng 4-2006. Lẽ 9 mà sau 2 năm sau năm 2012 thì ly dị. Vậy thì bây giờ em có phải gửi giấy tờ ly dị bây giờ hay là tới lúc hồ sơ mở dạ? Dạ xin hết ạ. Cô Hoàng đừng có cúp điện thoại nha, cho nên để cho tôi lấy mấy cái chi tiết cho nó rõ ràng. Hồ sơ này là tháng 4 của năm 2009 phải không ạ? Dạ đúng. Dạ vâng. Cô có nhận được giấy chấp thuận của Sở Di trú chưa? Dạ, em nhận chấp thuận của Sở Di trú là cái lúc mà 2006. Ok, dạ. Stop. Cô nói với tôi hồ sơ tháng 4 năm 2009. Tại sao giấy chấp thuận của năm 2006 là cô? Lẽ 9 nó lộn. Ok, cho nên năm 2009 cô nộp rồi nó chấp thuận liền hay là cô có nộp trước đó không? Em nộp là nó chấp thuận liền. Ok, cô có thay đổi địa chỉ không? Dạ không. Ok, cảm ơn cô rất là nhiều. Thưa cô, cái hồ sơ quan trọng nhất là cái vấn đề này. Nếu mà hồ sơ này năm 2009 thì ít nhất Sở Di trú phải chấp thuận cái hồ sơ này. Cho nên make sure là cô nộp vào năm 2009 và Sở Di trú đã chấp thuận. Cái đó là cái quan trọng nhất. Cái thứ nhì, nếu mà trong cái tình trạng này mà anh ta đã ly dị rồi thì nên bổ túc cái ly dị liền. Lý do tại sao? Tại nhiều khi người ta ly dị rồi sau này người ta lại muốn lập gia đình với người khác. Thì mình làm như vậy nó thấy khi phỏng vấn hy vọng nó dễ dàng cho người ta bên Việt Nam hơn. Chứ nếu mình không nộp rồi sau này người ta tái lập gia đình mình nộp hết liền thì nó cũng coi chừng có thể cái lãnh sự quán nó nghi ngờ là có vấn đề là có phải thật hay nhau hay không. Cảm ơn cô Hoàng ở Houston rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp cũng là thành phố Houston. Cho Tuấn xin mời chị Hồng ở Houston đi. Xin mời chị Hồng lên tiếng đi chị Hồng. Chị Hồng ở Houston, xin mời chị lên tiếng đây. Đây là chương trình. Dạ vâng, mời chị. Là bảo lãnh chị em có còn không ạ? Nhất thứ hai là những đứa trẻ nào để mà làm thủ tục cái bảo lãnh chị em, chị sẽ biết. Ok, tôi không nghe rõ cái câu hỏi thứ hai của chị Hồng, chị nói chuyện cho nó rõ đi chị ạ. Họ cho nó bảo lãnh những chị em là gồm những đứa trẻ gì á? Ok, chị Hồng, cảm ơn chị rất là nhiều và làm ơn cúp điện thoại cho tôi đi chị. Ok, thưa chị Hồng và tất cả quý vị là suốt cả từ năm 2005
cho tới bây giờ là 14 năm rồi, 14 năm rồi, là Quốc hội rất là muốn thay đổi cái mặt luật di trú và nhập tịch. Cho nên chúng ta bắt đầu thấy cái Comprehensive Immigration Reform từ năm 2003 đưa tới năm 2005 cho tới bây giờ ít nhất là 3 lần đã thất bại rồi. Cho nên cái luật mà chúng ta có từ năm 1965 cho tới bây giờ vẫn áp dụng cho cái luật di trú. Cho dù người ta biết rằng luật di trú cần thay đổi để cho cái thời điểm này. Nhưng mà cái vấn đề chính trị nó rất là khó, cho nên tới đây ngày hôm nay chưa có gì thay đổi hết, hồ sơ anh chị em vẫn bình thường thôi, cho nên vẫn làm, vẫn chờ, nhưng mà nó rất là lâu. Nếu mà có tiến hành hồ sơ anh chị em thì nhớ là cái hồ sơ đó là cái I-130, là cái hồ sơ bảo lãnh, và phải kèm theo tất cả chứng cứ để trình bày cái mối quan hệ khai sanh của chị và em. Nếu mà người em đã có gia đình và có con thì phải khai sanh của vợ và hoặc là chồng, và khai sanh của mấy đứa cháu và hôn thú của bên Việt Nam. Rồi phải đóng cho sở di trú 535 đồng và cái mẫu đơn là I-130. Tất cả cái này thì nên làm việc với những luật sư hoặc là những cái văn phòng để giúp cho chị. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin mời anh Tin hoặc là anh Tín ở Houston. Xin mời anh Tin hoặc Tín ở Houston lên tiếng đi ạ. Xin mời dây kế tiếp lên tiếng. Dạ chào ạ. Xin mời lên tiếng đi anh. Dạ, chào luật sư. Cho tôi hỏi. Tôi có bảo lãnh trong diện F4 của anh chị em, hồ sơ nạp tháng 11 ngày 9 năm 2006, không thấy gọi. Nhưng sau đó tôi tới luật sư, luật sư bổ túc những cái hồ sơ đó, và bây giờ mình chờ thông báo lại của luật sư hay là mình còn làm gì nữa không ạ? Ok, ngoài cái câu hỏi này còn câu hỏi khác cho tôi không? Dạ tôi không ạ. Dạ cảm ơn anh Tín rất là nhiều. Thank you for calling in. Và anh có thể cúp điện thoại cho tôi. Anh Tín là khi mà làm việc với trung tâm visa thì những cái hồ sơ này thì đang tới cái thời điểm mà đóng tiền, làm giấy tờ bảo trợ tài chính rồi đầy đủ hết thì nó trung tâm visa có quyền lên danh sách phỏng vấn. Ok, có quyền lên danh sách phỏng vấn. Và hiện tại bây giờ trung tâm visa hoặc là hiện tại bây giờ cái visa nó đã đáo hạn rồi. Tháng 11 của năm 2019 thì cái ưu tiên F4 nó đã đáo hạn cho những cái hồ sơ trước tháng 1 của năm 2007. Hồ sơ này cuối tháng 11 của năm 2006 thì nó đã đáo hạn rồi để có quyền phỏng vấn. Nhưng mà trước khi có quyền phỏng vấn thì cái hồ sơ nó phải hoàn tất hết với trung tâm visa, đầy đủ hết rồi trung tâm visa mới lên danh sách phỏng vấn. Nào, cái thủ tục với trung tâm visa, nếu mà quý vị tự làm thì quý vị sẽ thấy nó không có phải đơn giản như vậy đâu. Especially khi cái thời điểm này nó đòi hỏi quý vị phải upload hết trên Internet, trên website của cái Bộ Ngoại giao. Và cái tư chuẩn, cái quality của cái image nó phải rõ ràng. Cho nên nó không phải là chuyện dễ. Đồng thời khi mà làm hồ sơ với trung tâm visa thì mình phải cho người ta cái thời giờ để cho người ta cứu xét cái hồ sơ của mình. Tại vì nhớ rằng trước trung tâm visa nó không phải là hồ sơ của mình không. Nó rất là nhiều và còn nhiều hồ sơ của những cái diện khác phải chờ nữa. Cho nên trung bình nếu mà có hồ sơ này tháng 11 của năm 2006 thì tôi nghĩ cái thời điểm này maybe đã hoàn tất cái hồ sơ chờ lên danh sách phỏng vấn thôi. Cảm ơn anh Tin ở Houston rất là nhiều. Và cũng thành phố Houston cho Tuấn xin mời chú Trúc ở Houston. Xin mời chú lên tiếng đi ạ. Chú Trúc ở Houston, xin mời chú lên tiếng đi ạ. Dạ, xin hỏi luật sư, thưa luật sư. Dạ vâng. Tôi có bảo lãnh con gái tôi hồi năm 2014 rồi cho đến 2019 hồi tháng 6 là văn phòng luật sư có kêu tôi nộp cái bảo trợ tài chính và đóng tiền visa hết rồi. Rồi tôi khoảng bao lâu mới được phỏng vấn luật sư? Dạ vâng. Cháu nó độc thân trên 21 tuổi phải không chú Trúc ạ? Dạ, trên 21 tuổi. Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều và chú có thể cúp điện thoại cho tôi. Thưa chú ạ, nếu mà chúng ta mới bắt đầu để đóng tiền visa làm thủ tục từ tháng 6 thì chú phải trung bình cho nó khoảng từ 8 cho tới 12 tháng để lên danh sách phỏng vấn. Thời điểm này nó không có nhanh với trung tâm visa mà cũng không có nhanh để lên danh sách phỏng vấn với lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Cảm ơn chú Trúc rất là nhiều.
Tôi chỉ còn khoảng 5-6 phút thôi với quý vị. Thì để cái thời giờ này để tôi tóm tắt lại cái chuyện gì đã xảy ra liên quan về cái bảo hiểm y tế mà cái quy định của Tổng thống Donald Trump đã đưa ra. Thì cho quý vị hiểu rõ hơn là suốt cả cái thời gian mấy tháng qua, okay, thì cái quan tâm khi mà cái quan tâm mình hiểu quý vị chỉ có quan tâm gia đình của quý vị thôi để bảo lãnh cho quý vị. Nhưng mà có hai cái vấn đề rất là lớn nó đã xảy ra trong cái tình trạng nếu mà quý vị muốn bảo lãnh cho quý vị cho quý vị thân nhân quý vị từ Việt Nam hoặc là quý vị muốn bảo lãnh cho thân nhân quý vị ở đây để vào thẻ xanh. Thì cái đầu tiên mà nó xảy ra là chúng ta đã thấy được rồi là đã có cái đề xuất về gánh nặng xã hội, mà cái đề xuất này nó rất là nó thay đổi về cái cách xử về cái nó thay đổi về cái mặt luật về cái gánh nặng xã hội rất là nặng và rất là hại cho cái người định cư. Mà cái đề xuất đó thì đã bắt đầu trở thành cái quy định chính thức từ ngày 15 tây tháng 10. Nhưng mà may mắn thì cái tòa liên bang ở ba tiểu bang từ Bắc Cali cho tới Oregon cho tới New York đã đưa ra cái quyết định injunction, nghĩa là không được thi hành, phải chờ cái kết quả của tòa liên bang đó. Cho nên đây là cái quy định gánh nặng xã hội. Là cái quy định gì? Là cái quy định mà nếu mà quý vị muốn xin thẻ xanh ở đây thì nó đòi hỏi rất là nhiều về cái lý lịch của quý vị và cái tuổi tác và cái khả năng của quý vị. Nó chú ý vào quý vị hơn là cái người bảo lãnh. Và trước đây và hiện tại bây giờ thì cái chú ý vẫn là cái bảo trợ tài chính là cái người bảo lãnh. Nhưng mà với cái sự thay đổi về cái gánh nặng xã hội cho quý vị xin thẻ xanh đây, thì cái focus, cái chú ý là tới cái người nộp đơn, cái người đơn sự. Đó, mà mình thấy khi mình làm hồ sơ thẻ xanh cho cái tình trạng đó mà nếu mình áp dụng như vậy thì phải bỏ rất là nhiều thời gian để điền những cái hồ sơ mà những cái mẫu đơn mới đòi hỏi. Và nếu mà không có đầy đủ hoặc là người ta đang lãnh tiền trợ cấp đây thì nó sẽ ảnh hưởng cái người đang xin thẻ xanh ở đây. Nhưng mà cái quy định gánh nặng xã hội đó đã có cái quyết định của tòa liên bang không cho thi hành kể từ ngày 11 tây tháng 10 của năm 2019. Đó. Thì trước đó vài tuần lại có một cái quy định mà Tổng thống Donald Trump đã đưa ra. Thì cái quy định này nó không có áp dụng cho cái vị đang xin thẻ xanh ở đây, giống như cái quy định gánh nặng xã hội mà tòa liên bang đã cản trở. Thì cái quy định này Tổng thống đưa ra bắt buộc nhân chức của lãnh sự quán Hoa Kỳ không được cấp visa định cư cho người ta nếu người ta không trình bày cái kế hoạch người ta sẽ mua bảo hiểm y tế trong vòng 30 ngày khi qua, hoặc nếu người ta không có ý định mua bảo hiểm y tế thì phải người ta phải trình bày cái khả năng kinh tế của người ta. Thì trên nguyên tắc cái quy định này nó sẽ bắt đầu áp dụng ngày hôm nay là ngày mùng 4 tây. Đó. Thì suốt cả cái thời gian qua cho tới đêm thứ sáu, cho tới trưa thứ bảy, cho tới chiều thứ bảy thì mình mới thấy có một cái quyết định của tòa liên bang đưa ra tạm thời nha, chứ nó không phải là cái injunction giống như quy định gánh nặng xã hội. Nó là cái restraining order không cho thi hành cho 28 ngày. Cho nên chúng ta đang có cái quy định của tòa 28 ngày nữa, Bộ Ngoại giao không có quyền đòi hỏi cái bảo hiểm y tế. Thì từ đây cho tới 28 ngày thì mình hy vọng sẽ có cái tin tức gì nhiều thêm về cái kiện tụng này nữa. Và nếu mà có thì mình sẽ trình bày cho quý vị trong chương trình Luật Di trú và Nhập tịch Luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn. Và thưa quý vị, tới đây hết thời giờ cho chương trình và rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và rất là cảm ơn quý vị đã gọi vào cho chương trình. Huy Tuấn xin chúc quý vị một buổi tối, một buổi chiều hạnh phúc và bình an. Xin tạm hẹn quý vị vào chiều tối thứ hai tuần sau. Xin kính chào.